đất quê nhà bát ngàn ngô lúa mướt mà màu xanh. Quê tôi như một bức tranh có đàn cò trắng lượn quanh ngoài đồng, nhấp nhô nhiều mái ngói hồng nhãn lồng cam quýt bưởi bằng trống giặc hồng hà réo vang, được mùa đồng lúa chín vàng, đêm về dập dờn mặt nước hồ ao, đàn cá bơi lội đớp sao đây hồ. Trong trường các cháu bi bô học ăn học nói học cô Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên là vùng đất phù sa cổ của đồng bằng Bắc Bộ, được kiến tạo và hình thành từ hàng vạn năm về trước. Vùng đất này được hình thành và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước và dân tộc, đã tích tụ được cả một bề dày truyền thống lịch sử và văn hóa. Hưng Yên là một trong những tỉnh có nhiều nhà khoa bảng, danh nhân văn hóa, nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà văn và nghệ sĩ nổi tiếng đương đại. Với niềm tự hào không giấu giếm, tác giả Hoàng Ngọc Lập đã bày tỏ cảm xúc của mình qua bài thơ Về thăm xứ Nhãn. Đầm đà gió nổi thơm nồng hương quê,
Thưa quý vị và các bạn, nói đến thơ cũng là nói đến một phương diện của tinh hoa con người và vạn vật. Thơ không ăn nhập dung hòa với những gì thô thiển tầm thường cũng như phần bộn bề xô bồ của cuộc sống. Thơ được khai thác từ lòng đất và cao hơn nữa đó chính là chất kim được chất lọc ra từ những đống quặng bề bộn. Thơ đòi hỏi đến sự điển hình cao độ, sự điển hình của tâm trạng, âm thanh và nhạc điệu. Quá trình chọn lọc này thực chất là một quá trình sáng tạo rất công phu và tinh tế. Nó đòi hỏi sự nhập thân gắn bó, sự tỉnh táo chọn lọc và cả một tinh thần phóng túng tài hoa. Tác giả Nguyễn Khắc Hào trong bài thơ Huyền thoại Nguyệt Hồ đã làm được điều đó. Bài thơ giống như một bức tranh đẹp, giàu nhạc điệu, ngân vang trong lòng người đọc. Đứng che nắng
Thank you.